tôi về Sài Gòn nha cả nhà. Trên chuyến hành trình từ thiện thì từ Đắk Nông mình sẽ vợ chồng em đi đi đèo lên Nha Trang, bây giờ ngủ một đêm Nha Trang cho khỏe, bắt đầu chuẩn bị về Sài Gòn. Rồi, thì đó, tiền, quay,
sao lạnh nghe không? Gì? Nó lạnh luôn. Lạnh quá luôn, buốt luôn. Ngoài nóng hỏi lạnh đâu. Xe xanh nó ra tới đây luôn hả? Thành phố là cũng có mà này. Đứng nhập hạng trưởng hay chứ không? À, đi trước rồi đặt này. Thấy không? Đầu của nó ghê quá chừng. Đầu nó giỏi nó mới lên làm việc không? Xeo xeo chứ. Kiếm cái tiền bỉ rồi, biết ra ở đầu ta cỡ nào. Đi về hướng Tây nên nhớ thận trọng về phía Trần Hưng Đạo. 100m nữa sẽ trái vào Trần Hưng Đạo. Kèo, chỉ bốc kèo. Bốc kèo hả? Sẽ trái vào Trần Hưng Đạo. Ngoài kèo quá trời. Anh có im im re luôn hả? Bà Hằng ấy sụn luôn, bà kêu, bà nói thiệt. Nên bảo lãnh về, bà ảnh nuôi. Gì ông nói là ông mê gái, ông đậu ông bái cho nhỏ Ngọc Trinh, ông đậu ông mới tột dốc thì phú, mất tiền mất bạc. Ngọc Trinh nói vậy sao nhiều người mê ghê vậy ta? Không biết giờ ông bác sĩ Thịnh cũng mê nữa. Nhìn nó gớm thật mày. Đi về hướng Tây nên nhớ thận trọng về phía đường Hoàng Hoa Thám, sau đó rẽ trái vào đường Hoàng Hoa Thám. Rẽ trái vào đường Hoàng Hoa Thám. Đi về hướng Tây nên nhớ thận trọng về phía Trần Văn Lâm. 100m nữa rẽ trái vào Đinh Tiên Hoàng. Rẽ trái vào Đinh Tiên Hoàng. Trong biết nữa, tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ hai vào Lê Thánh Tôn. Đi về hướng Tây nên nhớ thận trọng về phía Quang Trung. 200m nữa, tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ năm vào Nguyễn Trái.
xe thì bự lắm, người ta mà sao ra đường thấy nhỏ xíu. Phong chào bảo quán
cách Lê Hồng Phong 4 km nữa. Bạn vừa đi chạy lộ trình đã định. Cách 90 m rẽ phải. Vừa đi chạy lộ trình đã định. Rẽ phải. Bạn vừa đi chạy lộ trình đã định. Rẽ phải. Anh đồng. Cái quả đi đường thẳng. Này đi thẳng luôn, nó cũng dắt đi thẳng ra bên kia, bên đường lớn luôn. Đi đèn đỏ không ta? Tiếp tục lái đỏ xe 3 km. Mấy cái hội tôn giáo nó tuyên truyền ghê lắm nha. Chú Vũ để đâu vậy?
chưa? Núi này như này khóa núi làm gờ đường. Bên biển Thank you.
được tới Cam Ranh đâu các bạn. À, đã, mới bãi Cam Ranh ở đây hả?
Hồng Xuyến, đi theo lối ra thứ hai vào Nguyễn Tất Thành, đèo Cù Nhiên. Xe bị thất bại. Ừ. Trang rất chạy taxi xe nó đi bên trái để đi tiếp Nguyễn Tất Thành. Không súng. May lên giờ bị giật banh đó rồi. 500 mét nữa, tại vòng xuyến, tiếp tục đi thẳng để vào Nguyễn Tất Thành, đường tỉnh 657. Sân bay Cam Ranh đi đường biển nè. Đi đường biển đẹp á. Đẹp lắm, đẹp lắm đi. Tiếp tục lái xe 13 km.